vé bán được trong những cái vòng sắp tới đây, thì cái phần lợi nhuận của nó sẽ được đưa trực tiếp vào giải thưởng cho võ sĩ. Và cái phần này sẽ nâng cấp cái giải thưởng của võ sĩ, cái tổng giải thưởng của võ sĩ tương đương là khoảng 30%. Hy vọng là cái phần chia sẻ này sẽ đưa cái sự ủng hộ của khán giả trực tiếp tới cho cái sự cống hiến của võ sĩ, và các võ sĩ sẽ đấu cho khán giả, và khán giả sẽ đẩy cái động lực đó cho võ sĩ. Hy vọng là mọi người sẽ tham gia cùng ủng hộ các võ sĩ cũng như là GMA để chúng ta cùng bay trong cái làn gió võ thuật Việt Nam. Xin cảm ơn. Quý đã đến đây và tham dự sự kiện của chúng tôi. Vâng, thưa tất cả quý vị. Vâng, và võ sĩ cuối cùng xin phép được mời võ sĩ Võ Thanh Tùng đại diện đến từ C58. Trước hết thì cho chị xin trân trọng chào đón với lại kính chào quý đại biểu cũng như là các anh chị em báo đài. Thật sự thì hôm nay là một cái ngày mà nó rất là sôi động đối với mình, tại vì cái chặng đường của GMA đi qua cũng rất là dài rồi. Và ngay từ buổi bắt đầu thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch, một cái kế hoạch mà có lẽ là nếu mà nhìn ra ngược lại thì nó cũng hơi mơ hồ khi mà chúng ta đặt cho cái tên của nó là Thần Võ. Nhưng mà với Chí và cũng như các anh chị em ở trong GMA thì luôn tự tin là chúng ta có thể làm được một cái gì đó rất là đặc biệt. Một cái thời điểm mà Chí nghĩ nước Việt Nam cũng như là các võ sĩ Việt Nam có thể bước một cái bước đậm hơn, lớn hơn để mà vươn ra một cái sàn đấu quốc tế, thì đó là cái nền tảng mà GMA muốn bước tới. Đến hôm nay thì cái nền tảng này nó được khẳng định với sự đồng hành của các đơn vị mà như là Hồ Tràm, Việt Nam Hồ Tràm, cũng như là Vinfilm và Fungo. Và cũng đặc biệt là cảm ơn Joshua đã kết nối cái hết tất cả mấy các anh em lại với nhau. Thì chứ rất là hào hứng để coi chúng ta đồng nhau có thể đi được tới đâu. Một cái tinh thần và một cái trái tim nó rất là vững mạnh ở trong tất cả cái không gian này, và trong không gian giả thực. Sắp tới sẽ có những cái mùi vị mà Chí cũng như các anh em sẽ đưa vào trong giải đấu. Hy vọng là nó sẽ làm những cái bất ngờ cho mọi người. Chí xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn. Cấp máy được anh ơi. Và việc mà họ, các võ sĩ đó tham gia giải đấu vì mục đích gì? Thứ nhất, đó là họ yêu võ thuật. Thứ hai, họ muốn phát triển võ thuật Việt Nam, phát triển hơn ra ngoài tầm quốc tế. Thứ ba, đó là họ muốn khẳng định chính bản thân mình. Tuy nhiên, vẫn còn một chi tiết vô cùng quan trọng. Thì ngay bây giờ cho phép Hiền Ngô xin được nhường lại sân khấu này cho ông Johnny Chính Nguyễn sẽ chia sẻ và thông báo về một tin vui về giải đấu GMA. Xin mời ông. Cảm ơn Hiền Ngô. Cũng rất là thú vị để mình xin chia sẻ cái tin này là các anh em trong chương này thì luôn có một cái trái tim rất là hào hứng, rất là to lớn cho giải đấu này, và chúng ta muốn thực hiện cái gì đó nó có cái tầm nhìn quốc tế, và GMA cũng hướng ra để mà phát triển trong không gian so sánh với những nước bạn mình. Tuy nhiên là cái trái tim rộng lớn đó và cái nguồn lực đó thì lúc nào cũng, cái trái tim thì không có giới hạn, nhưng mà nguồn lực chúng ta đã từng có giới hạn. Và lúc đó thì các võ sĩ cũng đồng tham gia với GMA, các võ sĩ cũng có cái trái tim đó luôn. Tuy nhiên là mọi võ sĩ đều biết đây là một cái giải đấu mà chúng ta gọi là theo cái luật MMA chuyên nghiệp, có thể nói là MMA chuyên nghiệp lần đầu tiên của Việt Nam, tại vì chúng ta sẽ đánh trọ gỗ ở dưới đất, ở dưới phòng địa chiến. Nó khá là nguy hiểm nếu mà chúng ta không có đủ cái tầm, không có đủ cái khả năng để thi đấu. Nhưng mà các võ sĩ là những người
muốn vượt qua những thử thách đó, muốn tiến thân, muốn học hỏi. Và GMA cũng đồng thời đã được các bạn đồng hành. Và tới hôm nay thì GMA đã có thêm một cái nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh đến từ những cái đối tác như là Hồ Tràm, The Grand Hồ Tràm, như là V-Film và Fun Room. Thì cái nguồn sức mạnh này giống như là GMA được tung cánh. Và cái sức mạnh này cũng như cái niềm vui này GMA muốn chia sẻ lại trực tiếp cho khán giả cũng như là cho võ sĩ để đồng hưởng cái năng lượng đó. Và hôm nay GMA quyết định là tất cả những vé bán được trong những cái phòng sắp tới đây thì cái phần lợi nhuận của nó sẽ được đưa trực tiếp vào giải thưởng cho võ sĩ. Và cái phần này sẽ nâng cấp cái giải thưởng của võ sĩ, cái tổng giải thưởng của võ sĩ tương đương là khoảng 30%. Hy vọng là cái phần chia sẻ này sẽ đưa cái sự ủng hộ của khán giả trực tiếp tới cho cái sự cống hiến của võ sĩ. Và các võ sĩ sẽ đấu cho khán giả và khán giả sẽ đẩy cái động lực đó cho võ sĩ. Hy vọng là mọi người sẽ tham gia cùng ủng hộ các võ sĩ cũng như là GMA để chúng ta cùng bay trong cái làn gió võ thuật Việt Nam. Và xin cảm ơn. Với MMA là một cái môn nó toàn diện hơn, đánh ở dưới đất. Thì khi mà những cái năm đầu phát triển ở Việt Nam thì có lẽ là chúng ta còn lỡ cỡ, chúng ta còn hạn chế một số đoạn thế để cho các võ sĩ có thể làm quen thuộc với nó. Tuy nhiên chúng ta thấy ở trên cái nền phát triển MMA thế giới, mọi nơi, ở một cái đẳng cấp mà chúng ta gọi là chuyên nghiệp để chúng ta cạnh tranh cũng như là thi đấu với những cái võ sĩ chuyên nghiệp, thì chúng ta phải bước vào cái không gian này. Có nghĩa là chỉ lúc nào mà thôi. Qua những cái thời gian mà MMA phát triển trong nước 2-3 năm qua, thậm chí là mười mấy năm qua, nhưng mà gọi là chính thức thì 2-3 năm qua, thì chúng ta thấy võ sĩ có cái sự tiến bộ rất là nhiều. Và GMA cũng như là bản thân mình thấy là nó đã đến cái thời điểm mà chúng ta giới thiệu cái hình thức gọi là thật sự là chuyên nghiệp vào trong cái không gian này, để trước hết các võ sĩ trong giải này gọi là thần võ Việt Nam thì các bạn có thể trải nghiệm với nhau để mà nâng cấp với nhau, để mà có cái kinh nghiệm thi đấu đó, để mà khi mà chúng ta bước ra sàn đấu quốc tế thì chúng ta đã trang bị đầy đủ. Như vậy thì chỉ nghĩ cái thời điểm này chúng ta có cái hình thức thi đấu MMA chuyên nghiệp đúng theo cái thể thức của nó là phù hợp. Anh có nghĩ rằng việc một cái giải đấu MMA Việt Nam đưa cái đoàn thể hai cái đoàn đó vào thi đấu thì nó sẽ thu hút nhiều hơn khán giả cũng như là cái sự quan tâm của người đam mê võ thuật? Đúng vậy, vì MMA chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể đa thi đấu nhiều môn võ khác nhau. Chúng ta có thể đánh nắm đá, chỏ gối, vật và phá xiết. Nhưng mà nếu mà ở một cái không gian nào đó, ví dụ như đánh đứng, thì chúng ta sẽ thấy một cái môn võ hay vài môn võ họ sẽ vượt trội. Ví dụ như những võ sĩ quen với boxing thì họ sẽ vượt trội đòn tay. Những võ sĩ quen với lại võ cổ truyền hay Muay Thái thì họ sẽ quen với hay kickboxing, quen với tay chân. Judo thì họ sẽ quen thuộc với vật. Nhưng mà khi mà họ rời khỏi không gian quen thuộc với họ, đó là cái phần khó khăn nhất cho một võ sĩ khi mà tham gia MMA. Thì khi mà chúng ta đến với địa chiến á, một số võ sĩ sẽ không có thích nghi nhanh bằng những võ sĩ mà hồi xưa giờ họ học địa chiến. Cho nên họ phải đem một số vũ khí mà họ có từ đánh đứng, có nghĩa là chỏ gối, vân vân, để mà có cái sự cân bằng trong không gian đó. Nếu mà chúng ta không có cho phép cái điều đó đấy thì cái trận đấu nó sẽ mất cân bằng khi mà nó bước vào một cái không gian ngoài sự quen thuộc của võ sĩ đó. Ví dụ như võ sĩ nó quen đánh đứng, bây giờ xuống đất mà họ không được sử dụng chỏ gối thì thật sự họ không còn vũ khí nào đó. Họ được tước mọi cái khả năng thi đấu, bước ra khỏi vùng an toàn. Nó đúng rồi. Và nó rất là khó để mà họ thắng khi mà nó chạm đất. Nhưng mà như vậy là nó không thật sự là MMA. Nó không thật sự cho phép mọi không gian tham gia. Giống như là ví dụ như chúng ta kêu đánh đứng mà không có cho đấm gì đó thì nó sẽ hạn chế, hay là đánh đứng mà không cho vật thì nó sẽ hạn chế những cái võ sĩ mà vật.
Như vậy là các võ sĩ họ cũng ý thức được cái việc này và họ cũng sẽ trao dồi để những cái đoàn thế này ở VV. Chắc chắn rồi, là tại vì võ sĩ tham gia vào chiêng mai họ cũng biết như vậy. Ngay từ lúc đầu họ cũng đã được cung cấp cái điều lệnh thi đấu và mọi người cũng hiểu rõ. Chúng ta cũng đã làm việc với lại Liên đoàn võ thuật MMA thành phố và được ủng hộ cũng như là được đồng hành để mà đưa ra những cái quyết định để cho nó thật sự phù hợp và an toàn cho võ sĩ. Mặc dù đây là một cái cách thức mới cho họ, nhưng mà nếu mà có cái sự trang bị trước, nếu mà họ đã bước vào cái sàn đấu đó và biết là khi xuống đất những đoàn thế này có thể sử dụng, thì cái sự chuẩn bị đó nó sẽ có một cái phần nào đó giảm đi cái gọi là những cái chấn thương mà không nhất thiết, không mà chúng ta gọi là ngoài ý muốn, nhưng mà nó sẽ đưa lại cái trận đấu rất là hấp dẫn, vì cái trận đấu sẽ đa dạng hơn ở trong mọi tình huống, ngay cả đứng hay nằm. Chứ cũng để ý là các khán giả Việt Nam thường thấy hai võ sĩ xuống đất rồi thì họ không còn có cái món gì để cho khán giả xem nữa. Tại vì thứ nhất là cái phần am hiểu của địa chiến khán giả cũng hạn chế, kiểu như là cái phần mà hiểu biết của những cái đoàn phá xiết nó phức tạp hơn là đánh thì dễ, chúng ta biết đấm trúng cái đá trúng cái dễ hiểu, nhưng mà xuống đó nó có những cái thế phá xiết, những cái thế khống chế, thì như vậy một khán giả phải kiểu như là am hiểu hơn về những cái không gian đó để thấy nó hấp dẫn. Nhưng mà nếu mà chúng ta hạn chế những cái đòn mà có thể đánh ở dưới đất thì khán giả lại không thấy hấp dẫn. Như thế này là nó dung hòa cho mọi người. Những cái trận đấu mà ngay cả xuống sàn chúng ta cũng sẽ thấy hấp dẫn, vì nó có những đòn đánh, nó có những đòn đánh mà chúng ta gọi là có hiệu quả. Câu hỏi cuối lần này anh có chia sẻ là cái lợi nhuận từ bán vé của khán giả sẽ được dồn luôn cho vận động viên. Em cũng tò mò là thường đánh với mấy cái giải này thì tiền thưởng là bao nhiêu anh? Thật sự thì khi mà GMA bước ra làm giải đấu mà chúng ta gọi là MMA chuyên nghiệp thì chúng ta không có chia sẻ cái chi phí nữa với cộng đồng. Chúng ta nó khác với lại những cái giải nghiệp dư là luôn luôn là đánh xong rồi để cái bảng lên, nhưng mà chúng ta thấy UFC hay là One Championship đánh xong khán giả đâu biết họ được nhiêu, đúng không? Cái đó là không gian chuyên nghiệp, chúng ta không chia sẻ cái trực tiếp chi phí, nhưng mà các võ sĩ tham gia vào chắc chắn sẽ phải biết họ đang nhận bao nhiêu khi mà đánh thắng đánh thua vân vân, và nó phải phù hợp với công sức tập luyện của họ. Và khi mà GMA được sự đồng hành của những cái đơn vị này thì muốn chia sẻ cái sức mạnh đó, cái phần ảnh hưởng đó, chúng ta sẽ có nghĩa là có đưa cái phần mà bán vé đó trực tiếp tới cho võ sĩ. Như vậy thì khán giả sẽ cảm thấy là họ đang đóng góp trực tiếp tới cho cái người mà đưa họ cái sự hào hứng đó. Em confirm lại là 30% lợi nhuận. Không phải là 30%, nhưng mà cái giải đấu, cái mức mà phí võ sĩ đang nhận được á thì nó sẽ tăng thêm khoảng 30% nữa. Là tại vì tùy theo cái mức võ sĩ đang nhận, nhưng mà nó khoảng từ 25 cho tới 35, nhưng mà mình trung bình ra hóa ra nó là khoảng 30%. Em hỏi lại này tại em nghe không. Em cảm ơn anh. Cảm ơn.